Xã Long Tỉnh, huyện Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang là một trong những địa phương nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc về việc sản xuất trà. Trà Long Tỉnh được biết đến với đa dạng các loại trà chất lượng cao, vừa thơm ngon dễ uống mà giá thành còn hợp lý. Long Tỉnh cũng là một điểm đến du lịch hấp dẫn với những đồi chè bạt ngàn xanh tốt. Những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên thì Long Tỉnh chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, vào năm 2008 thì tại địa phương này đã ghi nhận một vụ án mạng kinh hoàng. Vụ án gây ra ảnh hưởng không nhỏ và trở thành tiêu điểm bàn tán của dư luận tại tỉnh Chiết Giang nói riêng và đất nước Trung Quốc. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Khoảng đầu tháng 4 năm 2008, thời tiết tại huyện Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang vẫn còn khá trong lành, mát mẻ, mức nhiệt chưa cao đến mức người dân cảm thấy e dè khi đi ra ngoài. Tháng 4 tại địa phương này cũng được xem là một trong những thời điểm đẹp nhất năm vì khi đó những búp chè non đã nhú lên. Đây cũng chính là thời điểm trà có hương vị chất lượng tốt nhất. Đã gần một tuần trở lại đây, đồi chè tại làng Khương Mục, xã Long Tỉnh không lúc nào là thưa thớt người. Sáng ngày 4 tháng 4, Trương Minh, một người đàn ông trung niên dân làng Khương Mục, dậy từ rất sớm. Ông cùng vợ và hai người con mang theo giỏ đựng cùng với các dụng cụ khác đến cánh đồng chè thuộc sở hữu của gia đình và bắt đầu thu hoạch búp chè. Ông Minh có vẻ không vui lắm vì vụ mùa này những lá chè nhà mình bị sâu tấn công nhiều, mất kiểm soát. Điều này chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cũng như là sản lượng nông sản. Đang cảm giác dầu thúi ruột thì bỗng ông Minh nghe thấy tiếng gọi của vợ ở cách vị trí đứng của mình không xa. Ông Minh theo như phản xạ nhanh chóng chạy lại để tìm hiểu tình hình. Nguyên nhân vợ gọi ông Minh đến là vì bà vừa phát hiện ra một chiếc vali lớn ở trên cánh đồng chè nhà mình. Chiếc vali tối màu, lấm đất, trông còn khá mới. Những thắc mắc liền hiện lên trong đầu của hai vợ chồng ông Minh. Tại sao lại có vali quần áo ở đây? Chiếc vali trên xuất hiện từ khi nào? Và đây là vali dạng xe đẩy, có mất khẩu. Chính vì vậy, ông Minh không tài nào mở ra được. Sự xuất hiện của chiếc vali đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người nông dân khác đang hái búp chè trên đồi. Ngày hôm qua, hai vợ chồng ông Minh bận việc cho nên không đến đây. Ông Minh đã hỏi một vài người ở đồi chè bên cạnh, nhưng họ nói rằng mình không hề nhìn thấy nó trước đó. Những người dân có mặt lúc này cũng đã nghĩ ra đủ mọi giả thuyết. Ban đầu, họ cho rằng là của một khách du lịch bỏ quên. Tuy nhiên, điều khó hiểu là tại sao chiếc vali lại phát ra một mùi đặc biệt, giống như là mùi tanh đặc trưng của máu. Sau khi thảo luận thì mọi người quyết định trình báo cho cảnh sát địa phương. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, cảnh sát hình sự huyện Tây Hồ cũng đã có mặt tại đồi chè theo như chỉ điểm. Chiếc vali vẫn được giữ nguyên tại vị trí phát hiện. Khối lượng của chiếc vali nặng bất thường, dường như nó không đơn giản chỉ là chứa quần áo. Ngoài mùi tanh lạ, sau khi quan sát kỹ, cảnh sát nhận thấy tay cầm của vali có dính một số vết màu nâu sẫm. Bằng kinh nghiệm phá án của mình, nghi ngờ bên trong có chứa vật thể đáng nghi, lực lượng chức năng đã tiến hành mở ra để kiểm tra. Chiếc vali với 3 bánh xe, số ở phần khóa. Các con số từ 0 đến 9 đều sắc nét. Do không có căn cứ để dò mật khẩu cho nên lực lượng chức năng quyết định sử dụng đến các thiết bị chuyên dụng để đảm bảo việc mở khóa không gây hư hại lớn đến hiện trường. Trước khi mở vali, cảnh sát đảm bảo hiện trường được giữ nguyên trạng, chụp ảnh hiện trường, đánh dấu vị trí vali, dấu vết xung quanh vali, bao gồm dấu vân tay cũng đã được thu thập trước khi tiến hành. Một kỹ thuật viên phá khóa đã nhanh chóng lấy ra bộ dụng cụ mở khóa an toàn chuyên dụng. Đây là một thiết bị gọn nhẹ được thiết kế dành riêng cho việc mở khóa các loại khóa mật khẩu, kể cả các mẫu vali hiện đại. Trước tiên, viên cảnh sát cẩn thận đặt vali lên trên bề mặt phẳng. Một công cụ nhỏ được gọi là dao cắt kim loại mỏng, được lắp vào trong khe hở giữa các bánh răng mật khẩu và thân khóa. Công cụ này cũng giúp tạo ra một khoảng hở tối thiểu để kỹ thuật viên có thể dễ dàng tiếp cận cơ chế ở bên trong mà không làm tổn hại nhiều đến khóa. Tiếp theo, kỹ thuật viên sử dụng một loại thiết bị khác, một chiếc tua vít mỏng và một dụng cụ bẻ khóa chuyên nghiệp có thể điều chỉnh để tác động vào các bánh răng ở bên trong khóa vali. Thiết bị này không phá hủy khóa mà chỉ làm giảm lực cần thiết để mở các bánh răng. Sau khi thiết bị đã được cố định, tua vít được xoay chậm rãi để tìm đúng điểm yếu ở trong cơ cấu khóa. Trong khoảng 5 phút sau, một tiếng cạch vang lên khi khóa vali được mở ra thành công mà cũng không cần phải bẻ hoặc cắt khóa. Chiếc vali được mở ra,
đập vào mắt mọi người là một chiếc túi ni lông màu đen, dày dặn, tạo cảm giác vô cùng bí ẩn. Bề mặt chiếc túi bóng loáng, miệng túi bị buộc rất chặt. Lúc này, cảnh sát càng cảm nhận được mùi tanh rõ hơn. Sau khi mở miệng túi ra, cảnh sát phát hiện ở bên trong là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Một thi thể không đầu bị phân chia nhỏ thành nhiều phần. Thông qua quan sát ở phần chi dưới và bộ phận sinh dục, bước đầu xác nhận đây là một nạn nhân nam. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ điều tra. Thông tin về việc phát hiện ra thi thể nam giới ở trong tình trạng không nguyên vẹn tại đồi chè đã khiến cho những người dân có mặt cảm thấy vô cùng lo lắng. Theo như quan sát sơ bộ, thi thể của nạn nhân được phân chia thành nhiều phần nhỏ, với các đường cắt sắc nét nhưng không đồng đều. Hiện tại, phần đầu và hai chi dưới không tìm thấy, hai chi trên bị cắt xén từ vùng nách, hai chi dưới bị cắt xén từ vùng bẹn. Phần thi thể không nguyên vẹn, không ghi nhận vết thương sâu, chỉ riêng phần lưng thì bị xây xước nhẹ, có khả năng là do ma sát với bề mặt thô ráp. Các mô mềm bị rách, máu chuyển sang màu nâu sẫm và còn dính lại trên bề mặt. Những đoạn thi thể bị chia cắt xuất hiện dấu hiệu chồng chéo lên nhau, chi tiết trên chứng tỏ hung thủ phải mất rất nhiều sức để khiến các bộ phận bị đứt lìa. Từ hình dáng vết thương, các bác sĩ pháp y nhận định hung thủ đã sử dụng hung khí sắc bén với trọng lượng nặng có thể là dao xương để thực hiện quá trình phân chia. Hành động phân chia thi thể cho thấy sự tàn nhẫn và hung ác của tên sát nhân. Với thủ đoạn ra tay tàn nhẫn như trên, cũng không loại trừ khả năng giữa hung thủ và nạn nhân có mối thù rất sâu đậm, đặc biệt là tên hung thủ này phải có tố chất tâm lý vững vàng và có khả năng chống trinh sát mạnh mẽ. Tại phần lưng và bắp tay của nạn nhân đã xuất hiện vết hoen tử thi. Tuy nhiên, chúng chỉ tồn tại cục bộ, chưa lan ra rộng khắp, thi thể cũng chưa có dấu hiệu của sự phân hủy rõ ràng. Từ dấu hiệu sinh lý, bước đầu các bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân tử vong chưa quá 12 giờ đồng hồ trước khi được phát hiện. Tính toán về mặt thời gian có lẽ là vào khoảng đêm ngày hôm qua, ngày 3 tháng 4. Lúc này, không thể kết luận về nguyên nhân gây tử vong của nạn nhân. Phần đầu của nạn nhân chưa được tìm thấy. Hiện tại, có 3 giả thuyết được đặt ra. Một là nạn nhân bị xiết cổ hay là bị tấn công mạnh ở vùng đầu hoặc bị đầu độc. Thi thể cần được mang về phòng pháp y để tiến hành các cuộc giám định chuyên sâu. Việc hung thủ cố tình không cho đầu nạn nhân vào trong vali, mục đích có thể là để tránh phát hiện danh tính. Còn về việc không tìm thấy phần chi dưới, có khả năng là do kích thước của vali không đủ lớn cho nên hung thủ bắt buộc phải chia ra và phân tán theo nhiều phần nhỏ. Thi thể được phát hiện trong tình trạng không quần áo, không giấy tờ tùy thân hay vật chứng quan trọng. Cuộc khám xét xung quanh hiện trường cũng không cho kết quả. Những thông tin về nạn nhân hiện tại là vô cùng mập mờ. Trong quá trình các bác sĩ pháp y thực hiện quá trình khám nghiệm tử thi sơ bộ, cảnh sát cũng đồng thời khám nghiệm hiện trường xung quanh. Vị trí phát hiện ra chiếc vali lại là lối đi của luống chè thuộc sở hữu của gia đình người dân địa phương tên là Trương Minh. Do trước khi lực lượng cảnh sát tới nơi, ngoài ông Minh thì đã có một số người dân khác đang thực hiện việc thu hoạch chè ở trên đồi đã tụ tập lại gần, cho nên việc thu thập dấu chân là bất khả thi. Hơn nữa, bề mặt của chiếc vali đã bị người dân chạm vào nên có rất nhiều dấu vân tay rất lộn xộn. Những đặc điểm này gây ra không ít bất lợi trong quá trình thu thập manh mối. Hầu hết đất tại khu vực đồi chè tương đối cứng, để tiếp cận vào các luống chè nơi phát hiện ra thi thể thì chỉ có một cách duy nhất, đó là đi bộ. Tuy nhiên, đồi chè của nhà ông Trương Minh thì lại rất gần với lối mòn này với chiều rộng không quá lớn nhưng vẫn đủ để cho một chiếc xe ba bánh đi qua. Sau khi kiểm tra thật kỹ tại lối vào, hoàn toàn không phát hiện ra dấu xe ba bánh. Cảnh sát tin rằng có khả năng cao hung thủ đã vận chuyển thi thể tới đây bằng xe máy. Những ngày gần đây, đồi chè đang trong mùa thu hoạch búp non, lượng người có mặt ở trên đồi đông hơn bình thường. Do vậy, cảnh sát chắc chắn rằng hung thủ không thể nào thực hiện phi tang vào ban ngày, mà hành động này phải diễn ra vào đêm khuya hoặc là tờ mờ sáng, lúc không gian yên tĩnh và vắng bóng người. Tuy nhiên, cũng từ thông tin rằng đồi chè Long Tỉnh hiện đang trong quá trình thu hoạch, cho nên việc lựa chọn địa điểm vứt thi thể tại đây chứng tỏ sự không hợp lý. Từ chi tiết trên, cảnh sát đã đưa ra suy luận mới. Có khả năng hung thủ không phải là người dân địa phương, chính vì vậy không có sự am hiểu nhất định về các đặc trưng tại nơi đây. Lực lượng chức năng bắt đầu đánh giá về những vật thể tìm thấy tại hiện trường, bao gồm chiếc vali và chiếc túi ni lông dùng để đựng thi thể. Chiếc vali màu đen không ghi nhận nhiều vết chảy xước. Đánh giá về độ mòn bánh, cảnh sát tin rằng nó chưa được sử dụng nhiều lần. Đặc biệt, thời điểm được phát hiện, bánh xe dính rất ít đất. Phần đất bám ở trên bánh xe không phải là toàn bộ con lăn mà chỉ là một phần nhỏ.
Sau khi quan sát, cảnh sát tin rằng chiếc vali không phải được mua mới với mục đích chỉ để chứa thi thể, mà dường như đó là một vật dụng có từ trước, được hung thủ tận dụng. Vali có kích thước khoảng 60 x 40 x 25cm, cỡ vừa. Thương hiệu của chiếc vali là Sienda. Các sản phẩm của thương hiệu này đa số ở phân khúc giá bình dân đến tầm trung, được bán phổ biến ở trên các kênh bán hàng. Chiếc túi ni lông đựng thi thể chính là túi rác lớn màu đen, không quai. Đây là loại thường được dùng ở những nơi công suất tiếp nhận rác thải cao như là nhà hàng, quán ăn, khách sạn, độ bền cao và chịu được sức nặng tốt. Theo như chia sẻ của một số người dân làng Khương Mục, họ hiếm khi sử dụng loại túi rác này mà thay vào đó rác được chứa trong những chiếc túi ni lông dạng quai sách, kích thước nhỏ. Sau quá trình hoàn tất khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, thi thể đã được mang về phòng pháp y để tiến hành cuộc giám định chuyên sâu. Đồng thời, quá trình tìm kiếm danh tính của nạn nhân cũng đã được tiến hành. Báo cáo pháp y chuyên sâu đã chỉ ra rằng nạn nhân khoảng tầm từ 30 cho đến 40 tuổi. Khi kiểm tra dạ dày của nạn nhân, các bác sĩ pháp y ghi nhận một lượng lớn thức ăn chưa tiêu hóa ở bên trong. Hỗn hợp thức ăn bao gồm những miếng thịt lợn có màu vàng nâu, dính mỡ và gia vị. Những mảnh rau củ bao gồm cà rốt và bông cải xanh cũng được lẫn lộn ở trong đó, cho thấy bữa ăn đã được chế biến kỹ lưỡng. Ngoài ra thì có thể nhận thấy sự hiện diện của một lượng cơm nát. Điểm đáng chú ý là mùi rượu vẫn còn hiện hữu. Sự tồn tại của rượu kết hợp với thức ăn chưa tiêu hóa cho thấy nạn nhân đã trải qua một bữa ăn đáng kể, có sự tham gia của đồ uống có cồn. Tình trạng say xỉn do việc tiêu thụ rượu này có khả năng đã làm suy giảm khả năng nhận thức và khả năng tự vệ. Bằng cách phân tích mẫu thức ăn ở trong dạ dày, bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân tử vong chưa quá một giờ đồng hồ sau khi dùng bữa. Chi tiết trên cũng đã chỉ ra kẻ sát nhân đã hành động một cách nhanh chóng và quyết đoán. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là hung thủ đã cố tình chuốc say nạn nhân rồi lợi dụng điểm yếu này tiến hành sát hại. Nói cách khác, đây là một âm mưu được lên kế hoạch kỹ càng từ trước. Hoặc đây là một hành động bốc đồng, ví dụ như là trong bữa cơm giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, hung thủ không kiềm chế được cảm xúc cho nên đã gây án dã man. Không tìm thấy dấu hiệu chỉ ra nạn nhân bị ngạt cơ học trên thi thể. Chính vì vậy mà các bác sĩ pháp y tin rằng có khả năng nạn nhân bị tấn công vào vùng đầu là rất cao. Trong quá trình giám sát vùng cổ bị cắt xén, pháp y nhận thấy sự hiện diện của mực xăm tại cổ phải. Đánh giá về chi tiết này, cảnh sát tin rằng nạn nhân có xăm hình xăm gì đó ở trên cổ. Nhưng do phần hình xăm còn lại có diện tích nhỏ, cho nên việc hồi phục lại hình ảnh đầy đủ ban đầu là rất khó đối với những ai không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Do không tìm thấy phần đầu, cho nên việc nhận diện danh tính của nạn nhân vô cùng phức tạp. Đồi chè nơi phát hiện ra thi thể cách khu dân cư khoảng chừng 1 cây số. Địa hình đồi chè được bao phủ xung quanh bởi núi non hùng vĩ. Ban ngày thì dễ thấy người qua lại, nhưng đêm về thì không gian rất tĩnh mịch. Cuộc điều tra tại chỗ ở ngôi làng Khương Mục, xã Long Tỉnh, nơi phát hiện ra thi thể cho thấy không có người đàn ông nào bị mất tích kể từ đêm 3 tháng 4. Trong quá trình tra hỏi, những người dân sống ở gần đồi chè xác nhận rằng họ không nhìn thấy đối tượng tình nghi hay nghe thấy âm thanh bất thường nào vào buổi tối ngày 3 tháng 4. Vào thời điểm vụ mùa đang tới, đa số mọi người thường đi ngủ sớm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chính vì vậy, cuộc tìm kiếm nhân chứng tại ngôi làng Khương Mục không có kết quả. Khi thông tin về việc xuất hiện một thi thể nam giới không rõ danh tính tại ngôi làng Khương Mục lan rộng, có một người phụ nữ trung niên đã đến đồn cảnh sát và trình bày rằng nạn nhân là con trai mình. Người phụ nữ nói rằng, mình tên là A Mộng, người làng An Hạ, kế bên làng Khương Mục. A Mộng cho biết con trai tên là Tiểu Chiến. Theo như chia sẻ của A Mộng, Tiểu Chiến luôn long nhong ngoài đường. Bà Mộng không thể nào kiểm soát được con trai ở đâu, làm gì. Ban đầu, cảnh sát cảm thấy khá bất ngờ và tưởng rằng vụ án đã ghi nhận tiến triển. Nhưng sau đó, khi càng hỏi thì họ mới nhận ra người phụ nữ tên là A Mộng này dường như tâm thần không được ổn định, trí óc thiếu minh mẫn. A Mộng cứ khăng khăng cho con trai mình là nạn nhân, ngoài ra thì không thể cung cấp thêm thông tin gì khác. Cách nói chuyện của A Mộng cứ như một vòng lặp. Cảnh sát địa phương ngay lập tức đã liên hệ với chính quyền ngôi làng An Hạ để tìm hiểu. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán, người phụ nữ tên là A Mộng vốn không được bình thường. Khi tìm hiểu nguyên do thì cảnh sát biết được rằng con trai của A Mộng đã tử vong do một tai nạn giao thông trong một lần chở mẹ đi dự đám tiệc. A Mộng may mắn sống sót nhưng trở nên mất kiểm soát về năng lực hành vi, cứ lúc tỉnh lúc mê, không làm chủ được hành động.
A Mộng đôi khi quên một số người thân nhưng lúc nào cũng nhớ đến con trai. Cô luôn tin rằng con trai mình chỉ đi lạc đâu đó chưa về. Tuy Tiểu Chiến không phải là nạn nhân trong vụ án, nhưng cảnh sát cũng vẫn thu thập được một manh mối hữu ích khi có chuyến ghé thăm ngôi làng An Hạ. Cụ thể là một người họ Tôn ở làng An Hạ cho biết đã mấy ngày nay không thấy sự hiện diện của hàng xóm tên là Lưu Trương Đồng, 34 tuổi. Độ tuổi của Lưu Trương Đồng khá trùng khớp với độ tuổi của nạn nhân, cho nên cảnh sát đã quyết định tìm hiểu kỹ hơn. Theo đó thì Đồng sống cùng với mẹ già tên là Hoàng Liên Châu, điều kiện kinh tế của gia đình ở mức trung bình. Trong khi các đám chè xung quanh đã thu hoạch búp được vài ngày thì đám chè của Đồng không ai lui tới. Từ thông tin do anh Tôn cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến nhà của Trương Lưu Đồng. Tại đây họ gặp mẹ của Đồng, bà Châu. Bà Châu năm nay đã ngoài 70 tuổi. Bà Châu cho biết con trai mình rời nhà vào ngày 2 tháng 4, từ đó đến nay chưa về. Khi đi, Đồng có mang theo một túi du lịch nhỏ, ở bên trong đựng vài bộ quần áo cùng với một số vật dụng vệ sinh cá nhân. Đồng bảo rằng anh ấy có việc bận phải lên thị trấn, xong việc thì sẽ quay về, dặn mẹ cứ yên tâm, cũng yêu cầu bà không cần nhất thiết gọi điện hỏi han làm gì. Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Đồng đi xa, hơn nữa Đồng cũng đã lớn cho nên bà cũng không hề lo lắng gì. Từ số thuê bao do bà Châu cung cấp, lực lượng chức năng lập tức liên hệ cho Lưu Trương Đồng, nhưng kết quả là không thể nào liên lạc được. Trong cuộc phỏng vấn, bà Châu tiết lộ với cảnh sát rằng con trai mình có hình xăm nhỏ, hình cây đinh ba ở trên cổ bên phải. Bà từng vặn hỏi con trai ý nghĩa là gì nhưng Đồng không chịu giải thích. Chỉ cho rằng anh thích cho nên xăm vậy thôi. Ở trên cổ phải của nạn nhân cũng có ghi nhận dấu xăm. Tuy nhiên, phần lớn hình xăm đã bị mất nhưng cảnh sát vẫn nhận ra được hình ảnh còn lại là một hình thẳng, có đầu nhọn ở bên dưới. Về cơ bản, cấu tạo của một chiếc đinh ba cũng khá giống với hình ảnh trên, cho nên mối nghi ngờ cảnh sát ngày một tăng lên. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được một manh mối khác, đó là thường khi lên thị trấn, Đồng sẽ ở nhờ nhà của người họ hàng tên là Lưu Thổ Chí. Cảnh sát đã ngay lập tức liên hệ với Chí. Chí khẳng định rằng Đồng không liên lạc với mình và cũng không ghé tới đây. Tính đến thời điểm hiện tại thì mối nghi ngờ về Lưu Trương Đồng ngày một lớn. Gia đình đã yêu cầu cảnh sát hỗ trợ xác minh danh tính của nạn nhân. Quả nhiên là kết quả giám định DNA đã chứng minh nạn nhân chính là Lưu Trương Đồng. Theo như thông tin do người thân cung cấp, thời điểm Đồng rời nhà là vào ngày 2 tháng 4. Khi đi, Đồng không có biểu hiện gì bất thường. Anh ấy chuẩn bị quần áo và một ít tư trang cá nhân, đồ đạc cũng không nhiều. Đồng cũng khẳng định với mẹ rằng đây hoàn toàn không phải là một chuyến đi dài. Hiện tại, việc xác định mục đích chuyến đi cũng như là đích đến của nạn nhân là vô cùng quan trọng. Nó có thể cung cấp manh mối hữu ích cho công tác khoanh vùng nghi phạm. Trong cuộc phỏng vấn mở rộng, cảnh sát biết được rằng khoảng 4 giờ chiều ngày hôm 2 tháng 4, Đồng còn lái xe máy rời đi. Bà Châu đã ra ngõ tiễn con và xác nhận là không nhìn thấy ai theo dõi đằng sau. Thời điểm đó, có 3 người dân ở trong xóm bắt gặp hình ảnh của Đồng. Anh ấy làm như là có chuyện gì đó quan trọng lắm, không những chạy quá tốc độ quy định mà còn lạng lách như một sân chơi chính hiệu. Bà Đồng cho biết, từ trước đến giờ, trong mắt bà, Đồng luôn là một thanh niên nghiêm túc, chưa bao giờ thể hiện bản thân bát nháo như vậy. Tuy nhiên, trái ngược lại với bà Đồng, thì trong mắt những người xung quanh, Đồng cũng không phải dạng vừa. Anh ấy mặc dù có hiếu với mẹ, nhưng lại luôn tỏ ra ta đây, xem thường người khác. Đồng là một trong số ít những thanh niên trong thôn thể hiện bản thân bằng cách xăm mình. Đáng nói là hình xăm lại trình hình ngay cổ, rất dễ thấy. Chính vì vậy, Đồng không gây thiện cảm cho nhiều người. Việc Đồng bị sát hại và phân chia thi thể như vậy chứng tỏ khả năng giữa anh và hung thủ đã xảy ra hiềm khích lớn. Từ đây, cảnh sát tập trung phân tích về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Ngoài ra, họ cần phải xác định được sau khi rời nhà vào hôm 2 tháng 4, Đồng đã đi đâu, làm gì và gặp ai. Đáng tiếc là tại ngôi làng không có phương tiện giám sát, cho nên việc xác định cung đường di chuyển của nạn nhân khi đó thực sự là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Người thân cho biết, ngoài người họ hàng tên là Lưu Thổ Chí thì trên thị trấn còn có em trai của Chí là Lưu Hoàng Tôn. Cảnh sát đã liên hệ với Tôn nhưng nhà Tôn cũng không phải là đích đến của Đồng khi đó. Theo như được biết thì Lưu Trương Đồng quanh năm mưu sinh bằng nghề làm nông, bao gồm chăn nuôi gia súc, làm ruộng, chăm sóc và thu hoạch chè. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng Đồng vẫn chưa lập gia đình, chuyện tình cảm cũng rất kín tiếng, kể cả với người thân cận nhất là mẹ. Bà Châu cho biết, thỉnh thoảng thì mỗi khi rảnh rỗi, con trai cũng hay ghé lên thị trấn chơi, không quên mang quà về cho mình,
nhưng cụ thể là làm gì thì bà cũng không rõ. Lưu Trương Đồng mặc dù thể hiện tình thương và sự tôn trọng nhất định đối với mẹ, nhưng anh ấy cũng đưa ra một số nguyên tắc riêng rằng nếu như bản thân không muốn chia sẻ thì đồng nghĩa với việc mọi người không cần thiết phải quá tò mò làm gì. Để tìm kiếm manh mối, lực lượng chức năng sau đó đã có một cuộc phỏng vấn đối với nhóm bạn thân của Đồng. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được rằng mục đích của những chuyến đi lên thị trấn của Đồng là để vui chơi tại các tụ điểm giải trí. Mỗi chuyến đi lên thị trấn như vậy, thường thì Đồng sẽ mang theo một khoản tiền lớn để tìm những cô gái bán hoa thỏa mãn nhu cầu tình dục. Đồng cảm thấy chuyện mua vui kiểu này cũng rất thú vị, cho nên hay ngỏ ý rủ dê bạn đi cùng. Nhóm bạn cho biết từng một lần theo Đồng đến quán karaoke có tên Thượng Lĩnh ở trên thị trấn. Đồng nói với họ rằng đây là quán ruột của mình. Tuy nhiên, ngoài Thượng Lĩnh thì Đồng cũng kể rằng cũng đôi khi đổi gió ở những nơi khác. Nhưng cụ thể là nơi nào thì họ cũng không rõ. Với thông tin trên cũng không loại trừ khả năng chuyến đi vào buổi chiều ngày 2 tháng 4 của Đồng cũng là chuyến đi tìm vui. Lực lượng chức năng sau đó đã có một chuyến ghé thăm quán karaoke Thượng Lĩnh để thu thập manh mối. Tại đây, họ biết được từ chủ quán và các nhân viên rằng Lưu Trương Đồng là khách quen, cũng thường xuyên ghé quán. Đồng rất phóng khoáng, ngoại trừ các chi phí ca hát, đồ ăn, thức uống thì còn hay cho các nhân viên phục vụ tiền tip. Nhưng sau khi phỏng vấn từng người thì không ai trong quán karaoke từng nhìn thấy sự xuất hiện của Lưu Trương Đồng hôm 2 tháng 4 và những ngày sau đó. Cuộc điều tra tại quán hát Thượng Lĩnh không cung cấp manh mối hữu ích. Sau đó thì cảnh sát đã tiến hành kiểm tra thêm một số quán karaoke khác ở trên địa bàn nhưng cũng không có dấu hiệu của sự xuất hiện của Lưu Trương Đồng. Lực lượng chức năng nhận định rằng nếu như không phải lui tới các địa điểm vui chơi giải trí thì chắc chắn Đồng phải xác định được đích trước khi đến. Cuộc điều tra mở rộng ra các nhà nghỉ, khách sạn tư nhân xung quanh khu vực. Tuy nhiên cũng không ghi nhận thông tin về việc thuê phòng của Lưu Trương Đồng vào hôm 2 tháng 4. Lúc này, cảnh sát quyết định chuyển hướng điều tra hồ sơ viễn thông của nạn nhân, xem có phát hiện manh mối hữu ích nào hay không. Báo cáo hồ sơ viễn thông cho thấy Đồng đã nhận được tổng cộng 3 cuộc gọi vào hôm 2 tháng 4. Một cuộc gọi vào lúc 7 giờ tối hôm 3 tháng 4. Đây cũng là cuộc gọi cuối cùng được thực hiện ở trên di động của Đồng. Trong 4 số gọi này, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của hai người là Lưu Mã Đông và Trương Kế Trân. Đông và Trân là bạn của Đồng tại làng An Hạ. Đông tiết lộ mình gọi Đồng để rủ sang nhà nhậu. Còn Trân thì nhờ Đồng vào sáng hôm sau, 3 tháng 4, giúp gia đình mình đi thu hoạch búp chè. Đồng đã từ chối cả hai lời đề nghị này vì nói rằng mình đã có kế hoạch từ trước. Cuộc gọi đến cho Đồng vào ngày 2 tháng 4 và khoảng 7 giờ tối ngày 3 tháng 4 đều thuộc về cùng một số thuê bao, có đuôi là 579. Ngoài hai cuộc gọi này thì trước đó cả hai bên đã liên hệ với nhau nhiều lần. Đa số thời lượng cuộc gọi chỉ khoảng từ 1 cho đến 2 phút. Cảnh sát thất bại trong việc xác minh danh tính của chủ thuê bao vì thực chất nó chỉ là sim giác, không được đăng ký chính chủ. Trước đó, theo như báo cáo pháp y chuyên sâu thì nạn nhân đã tử vong không bao lâu sau bữa ăn tối ngày 3 tháng 4. Việc thuê bao với số đuôi 579 có liên hệ với nạn nhân vào đêm hôm đó đã khiến cho cảnh sát tin rằng nếu như người này không liên quan đến án mạng thì ít nhất cũng có mối liên hệ thân thiết với nạn nhân. Việc truy tìm danh tính chủ thuê bao bí ẩn trên hiện tại được đánh giá là một trong những ưu tiên quan trọng. Trong khi cảnh sát vẫn đang phối hợp với bộ phận viễn thông tìm hiểu về những liên hệ xung quanh số thuê bao bí ẩn với số đuôi 579, thì họ nhận được một manh mối mới từ một cô nhân viên tên là Lưu Phụ Trân làm phục vụ tại quán karaoke Thượng Lĩnh, nơi mà nạn nhân thường xuyên lui tới trước khi mất. Trân tiết lộ mình là một trong những nhân viên được Đồng đánh giá cao, thường tiếp bia cho Đồng. Trong số những lần Đồng đến đây, có những lần anh ấy ngồi nhậu chung với một anh lớn tên là Vương A Hổ. Vương A Hổ này cũng rất nổi tiếng tại thị trấn. Anh ta mở một phòng mặt trược, ngoài ra thì còn tổ chức hoạt động cho vay lãi suất cao. Đi cùng với Hổ, thường có đàn em của anh ta. Hổ cũng hay lui tới quán karaoke Thượng Lĩnh vui chơi. Theo như quan sát của Trân thì dường như mối quan hệ giữa Hổ và Đồng cũng khá thân thiết. Thông tin mới do Lưu Phụ Trân cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Lúc này câu hỏi được đặt ra là hôm 2 tháng 4, Lưu Trương Đồng đã lên thị trấn gặp ai? Sau khi lần lượt loại trừ những người thân của nạn nhân trên thị trấn thì cảnh sát bắt đầu thắc mắc liệu rằng mục đích của chuyến đi ngày hôm đó có phải là đến gặp Vương A Hổ hay không. Để không bỏ sót bất cứ manh mối nào, cảnh sát đã lập tức triển khai một cuộc điều tra
về Vương A Hổ. Ngày 5 tháng 4, các điều tra viên đã phối hợp với cảnh sát địa phương tiến hành kiểm tra phòng mặt trược do Vương A Hổ điều hành. Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy A Hổ và một số thanh niên khác được giới thiệu là nhân viên làm việc cho Hổ. Theo như quan sát, cả A Hổ và 4 thanh niên đều có những hình xăm lớn ở trên tay. Biết những đối tượng này vốn có bản lĩnh xã hội, cho nên cảnh sát biết rằng họ không dễ đối phó. Cảnh sát đã chia lực lượng thực hiện cuộc thẩm vấn riêng biệt đối với cả 5 thành viên. Người đứng đầu Vương A Hổ thừa nhận có quen biết với nạn nhân Lưu Trương Đồng. Họ biết nhau tình cờ tại quán karaoke, sau đó trở thành bạn bè. Thỉnh thoảng Đồng có lên thị trấn và hai người có gặp mặt ở quán karaoke Thượng Lĩnh. A Hổ nói mình hoàn toàn không liên lạc với Đồng thời gian gần đây và cũng không hề nghe nói thông tin về sự ra đi bất thường của anh ấy. Thái độ của A Hổ khi trả lời câu hỏi của cảnh sát khá bình tĩnh. Cảnh sát không nhận thấy điểm đáng nghi nào từ đối phương. Tuy nhiên, khi thẩm vấn lần lượt 4 thanh niên là đàn em của Vương A Hổ, một trong số họ có biểu hiện lo lắng. Chi tiết này khiến cho cảnh sát cảm thấy hơi nghi vấn. Người đàn em này tên là Trần Kiến Định, từ chối có quen biết Lưu Trương Đồng, trong khi số còn lại thì khẳng định ngược lại. Cảnh sát nhận thấy Định run rẩy, không những hai tay mà hai chân cũng như vậy. Trong khi trả lời các câu hỏi có liên quan đến Đồng, Định cố tình cúi gằm mặt, dường như không muốn để lộ biểu cảm của mình. Với kinh nghiệm điều tra dày dặn, cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra đối tượng tên Trần Kiến Định có vấn đề. Tuy nhiên, cuộc thẩm vấn này vẫn không cho kết quả. Trần Kiến Định và những người còn lại đều một mực khẳng định là đã đi nhậu cùng nhau vào đêm ngày 3 tháng 4. Họ khẳng định đã lâu không hề gặp mặt Lưu Trương Đồng. Mặc dù mối nghi ngờ vẫn còn tồn tại, nhưng cảnh sát cũng không có bằng chứng rõ ràng nên chỉ có thể triển khai một cuộc điều tra chuyên sâu về hành tung của cả nhóm vào đêm 3 tháng 4 và những hành vi của từng thành viên sau đó. Trong cuộc điều tra, cảnh sát biết được ngôi nhà riêng của Vương A Hổ là địa điểm mà nhóm này thường xuyên tụ tập. Cảnh sát cũng đã có cuộc phỏng vấn với hàng xóm xung quanh căn nhà. Hàng xóm tiết lộ Vương A Hổ có thế lực rất lớn. Anh ta thường dùng vũ lực đối với đàn em nếu như họ làm điều gì đó phật lòng mình. Nhóm của A Hổ hay tụ tập nhậu nhẹt cuối tuần. Họ đôi khi ăn nhậu, hò hét, làm mất trật tự. Nhưng những người xung quanh căn bản là không dám phàn nàn bất cứ điều gì vì sợ bị họ làm khó dễ. Cảnh sát tin rằng trong số 5 người của băng nhóm, họ chắc chắn sẽ khai thác được thông tin từ người có biểu hiện bất thường nhất, Trần Kiến Định. Thông qua tìm hiểu, Định đã lập gia đình, sống cùng chung với Định. Ngoài vợ, con trai 3 tuổi thì còn có mẹ già gần 70 tuổi. Điều kiện kinh tế của gia đình thuộc diện khó khăn. Sau khi tiếp cận gia đình Định, cảnh sát nhận được thông tin rằng Định trước kia làm ăn lương thiện, là một thanh niên tốt. Khoảng cuối năm ngoái, gia đình xảy ra biến cố. Sau khi bố mất do nhồi máu cơ tim không bao lâu thì vợ của Định cũng không may gặp tai nạn giao thông, bắt buộc phải phẫu thuật. Kinh tế gia đình không có, Định từng mượn nợ người thân nhiều nhưng hiện vẫn chưa trả được, cho nên không ai cho mượn nữa, Định rơi vào thế khó. Thông qua sự giới thiệu của một người bạn, Định đã tìm đến Vương A Hổ vay. Hình thức cho vay của A Hổ là vay lãi suất cao, số tiền mà Định vay tạm thời giải quyết được vấn đề bệnh tình của vợ. Nhưng anh ấy căn bản là không thể xoay sở để trả đủ cho A Hổ. A Hổ đã tìm đến cùng với đàn em uy hiếp Định. Định đã chịu trận từ các đàn em của Hổ mà không có bất cứ phản kháng. Sau đó không hiểu A Hổ đã suy nghĩ gì mà đưa ra điều kiện, nói nếu như Định gia nhập hội nhóm của mình, làm cánh tay nối dài cho mình. Định bất đắc dĩ đồng ý để tránh gia đình không bị bè phái của A Hổ gây nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình cũng cho biết là kể từ ngày Định đi theo A Hổ, thỉnh thoảng Định trở về nhà với mặt mũi bầm tím. Định từng có ý định thu xếp cùng mẹ, vợ và con bỏ xứ đi, nhưng chưa thực hiện được thì cảnh sát đã tìm tới. Ngoài ra, cảnh sát cũng biết được rằng những ngày gần đây Định luôn trở về nhà trong trạng thái lo âu căng thẳng, dường như là có việc gì đó rất nghiêm trọng nhưng khó nói. Thông tin trên đã trở thành manh mối hữu ích cho việc điều tra của cảnh sát. Lực lượng chức năng đã yêu cầu gia đình hỗ trợ hợp tác, khuyên Trần Kiến Định thành thật. Bởi vì theo như quan sát của cảnh sát, dường như Định đang che giấu điều gì đó. Ngày 6 tháng 4, trong khi cảnh sát vẫn còn đang thảo luận, phân tích những manh mối thu thập được từ trước đến giờ, thì họ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Người này nói với giọng điệu lo lắng rằng tên mình là Trần Kiến Định. Định cho biết rằng mình đang bị nhóm của A Hổ dồn vào thế khó, gia đình của anh cũng có thể đang gặp nguy hiểm. Định khai mình biết sự thật về vụ án mạng của Lưu Trương Đồng. Theo như chỉ điểm của Trần Kiến Định,
cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận và đưa Định trở về đồn. Trần Kiến Định cho biết chính mình là người nhận nhiệm vụ chở cái vali đựng thi thể của Đồng đi phi tang tại đồi chè của làng Khương Mục. Định cố tình đặt nó tại đồi chè và nói dối rằng phi tang ở núi, nguyên nhân là vì muốn sự việc nhanh chóng được phát hiện. Theo như lời khai của Định, chủ mưu trong vụ án này chính là Vương A Hổ. Vương A Hổ là người đã trực tiếp ra tay và phân chia thi thể của Đồng. Việc phân chia thi thể có sự hỗ trợ của ba đàn em còn lại. A Hổ yêu cầu Định nhận nhiệm vụ chở chiếc vali đựng thi thể đi phi tang. Định không tham gia gây án, nguyên nhân Hổ muốn để Định đi phi tang là vì muốn lôi kéo Định vào vụ việc. Như thế thì Định sẽ không có lý do gì để khai báo chuyện này cho cảnh sát. Từ lời khai của Trương Kiến Định, Vương A Hổ và ba đàn em là Lưu Thìn, Tôn Mạn và Hứa Vĩ Luân đã nhanh chóng bị bắt giữ. Tại đồn, trước sự thẩm vấn gắt gao của cảnh sát, băng nhóm cuối cùng cũng đã thú nhận tội ác của mình. Vương A Hổ khai nguyên nhân mình kết thân với Lưu Trương Đồng là vì một chuyện đã xảy ra trong quá khứ liên quan đến người yêu của mình, Đặng Chi Liên. Ngày 1 tháng 2, Đặng Chi Liên và Hổ giận nhau, một mình cô đến quán karaoke Thượng Lĩnh vui chơi. Tại đây có uống một ít bia nhưng cũng không nhiều đến nỗi say khướt. Khoảng 23 giờ, Liên đi bộ về một mình. Tại một đoạn đường vắng cách quán chừng 100m, cô ấy bỗng bị một người đàn ông ngáng đường. Biết đối phương có ý đồ xấu với mình nên Liên liền lấy điện thoại định gọi điện cho bạn trai giải cứu nhưng không được. Cô la hét nhưng vì đã đêm khuya nên cơ bản không ai giúp được cô. Cứ như vậy, Đặng Chi Liên bị người đàn ông kia xâm hại ngay tại đám cỏ bên vệ đường. Trong ánh sáng mờ ảo, Liên không thể nhận diện được gương mặt của đối phương, nhưng để ý thấy anh ta có hình xăm một cây đinh ba ở trên cổ bên phải. Bị xâm hại một cách dã man, Liên trở về nhà trong bộ dạng thất thần, quần áo xộc xệch. Tận mắt chứng kiến bạn gái mình bị đối xử tàn nhẫn như vậy, Vương A Hổ không thể nào nhắm mắt làm ngơ. A Hổ tự trách bản thân đã không bảo vệ được Liên, càng cảm thấy có lỗi, Hổ lại càng quyết tâm tìm ra người đàn ông lạ mặt kia. Với manh mối là hình xăm của chiếc đinh ba trên cổ, A Hổ bắt đầu cử đàn em đi thăm dò. Quả nhiên là tại quán karaoke Thượng Lĩnh, Hổ biết được từ các nhân viên phục vụ rằng một người đàn ông tên là Lưu Trương Đồng, một khách quen tại quán, có hình xăm chiếc đinh ba ở vị trí tương tự. Những ngày sau đó, Chi Liên cũng có lui tới quán karaoke để xác minh xem liệu có phải Lưu Trương Đồng có phải là tên biến thái đã xâm hại Liên ngày hôm đó hay không. Chi Liên bảo rằng cô ấy có cảm giác quen thuộc nhưng về cơ bản thì không thể xác minh được vì chỉ nhớ được hình xăm, còn mặt của đối phương thì không rõ cho lắm. A Hổ biết được Lưu Trương Đồng cũng thường xuyên lui tới qua đêm cùng với các nhân viên ở đây nên càng dấy lên nghi ngờ. Tuy nhiên, nguyên tắc của A Hổ là không làm hại người vô tội. Chính vì vậy, để tránh nhầm lẫn, Hổ đã chủ động làm quen và tạo mối quan hệ với Đồng. Hổ và Đồng sau đó hay gặp mặt nhậu nhẹt. Trong cuộc nhậu, Hổ lân la thăm dò về chuyện Đồng giải quyết nhu cầu sinh lý của mình như thế nào khi không có vợ hay người yêu. Trong cơn ngà ngà say, Đồng nói mình hay lên thị trấn mua dâm. Điều đáng nói là Đồng còn tiết lộ cho Hổ nghe về chuyện một đêm đầu tháng 2, Đồng đã bí mật theo dõi và thành công chiếm đoạt thân thể của một cô gái với vóc dáng nuột nà gần quán karaoke Thượng Lĩnh. A Hổ bất ngờ về thông tin này, cố gắng dò la kỹ hơn. Từ chi tiết về ngày, thời gian cũng như là địa điểm và những hành động đồi bại được mô tả, A Hổ cuối cùng cũng xác nhận chính Lưu Trương Đồng là người đã tấn công tình dục đối với bạn gái anh ta. Để trả thù cho bạn gái, A Hổ bắt đầu thực hiện kế hoạch đầy xấu xa. Buổi chiều 2 tháng 4, Hổ chủ động gọi điện cho Đồng, nói mình vừa mới thắng lớn trong một phi vụ làm ăn, muốn mời Đồng đến nhà tham dự tiệc. Sau khi nghe lời mời của Hổ, Đồng liền nhận lời, dự tính ban đầu sẽ ra tay vào đêm 2 tháng 4, nhưng Đồng nói rằng mình đang lên cơn đau dạ dày nên không thể uống thêm được nữa. Tối hôm đó, Đồng đã ra ngoài đi mua thuốc rồi ghé đâu đó và ngủ lại. Đến khoảng 7 giờ tối hôm sau, ngày 3 tháng 4, A Hổ đã dùng sim rác liên lạc cho Đồng, bảo Đồng đến và cho biết Hổ đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Đồng ban đầu từ chối, nói rằng bụng dạ bất ổn, nhưng Hổ đáp rằng chú không đến là không để anh. Đồng ậm ừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Trong cơn nhậu, Đồng tiết lộ tối ngày hôm qua sau khi uống thuốc từ tiệm thuốc Tây thì cũng đã thấy hơi đỡ đỡ. Đêm khuya không thể về được cho nên đã thuê một nhà nghỉ nhỏ và ngủ lại. Đồng tính là tối nay sẽ đến quán karaoke tìm một cô gái về phục vụ cho mình. Nhưng vì nể tình anh em nên mới phải từ bỏ ý định này, chạy xe sang nhà Hổ. Đêm 3 tháng 4,
Hổ cố tình chuốc say Đồng rồi dùng búa tấn công bất ngờ từ đằng sau. Cú đánh quá mạnh và Đồng thì say, không có khả năng phản kháng, tử vong nhanh chóng. Hổ sai các đàn em bao gồm Trần Kiến Định, Lưu Thìn, Tôn Mạn và Hứa Vĩ Luân tiến hành phân chia thi thể, nhưng Định thì không chịu làm theo. Tuy vậy, Hổ vẫn cố tình lôi Định vào vụ án bằng cách nhận nhiệm vụ đi vứt thi thể để tránh Định khai báo tội ác. Phần thi thể còn lại cũng được cho vào một túi ni lông bỏ vào trong một chiếc vali mật khẩu khác, được Lưu Thìn đi vứt ở một ngọn đồi. Ban đầu, theo như chỉ định của A Hổ thì hai phần thi thể sẽ được phi tang ở hai nơi xa, cách biệt nhau để khó phát hiện ra manh mối. Nhưng Hổ không ngờ rằng Định lại dám cả gan trái lời mình. Sau lời khai thì Vương A Hổ, Lưu Thìn, Tôn Mạn và Hứa Vĩ Luân cũng đã thú tội với tình tiết và động cơ y hệt. Cảnh sát đã thẩm vấn cô gái tên là Đặng Chi Liên. Liên xác nhận mình đã bị xâm hại giống như là những gì mà A Hổ đã mô tả. Với tội ác dã man của mình, Vương A Hổ bị kết án tử hình. Lưu Thìn, Tôn Mạn, Trần Kiến Định và Hứa Vĩ Luân bị phạt tù có thời hạn. Đây là một vụ án gây chấn động địa phương, không những vì thủ đoạn dã man của băng nhóm tội phạm mà điều khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ không kém đó chính là sự thật về nguyên nhân đằng sau vụ án. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho tụi mình được biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.